Dạ, cao 6 feet mà. Dạ, 6 feet luôn á. Có cao hơn, có thấp luôn mà biết thế nào. Ok, đi xếp nào. Một khăn nồi. You want to do? Oh really? You want to go? Oh yeah, oh yeah. Yeah, I'm not. I know. Nhưng mà không biết là bên bạn tại bên bạn con thứ sáu đi. Tại bên bên quỳnh làm. Bên bạn sợ Tuấn với lại Phúc không xuống. Đại đại sao đây lại? Bên bạn của bạn của Bảo đó. Bảo không biết là nó có mấy người công chức nhà mình thì nó làm là cả cúc mà mì luôn đấy. Thứ sáu nghỉ. Chú ý. Bye chị Ba. Bye chị Ba. Nói chơi rất chẳng chị. Mình ăn rồi. Ăn trước khi nó vào đây rồi. Bye. Bye bye nha. Hà nói được mà không? Yeah. Be careful. Be careful. Nó nhiều vậy đó. Nhà đại gia nó nhiều bậc lắm. Đại gia không? Đại gia nhiều bậc lắm. Bà đại vào đi, bà chừng đẻ con là tên là đại, mới lớn thành đại gia. Ok, cũng lộ ha. Đâu, cháu không có giờ, bà. Nhà này là quá bán rồi á. Bây giờ anh đại lúc bác coi ai bằng ngày 20 mấy năm trước. Nhà coi 9 anh em mà đâu có thể gặp nhau. Không, bác nói lầu rồi. Mấy anh cháu còn nhiều thêm đến cháu nữa. Nhưng mà không có đại. Không, nhưng mà cháu thì không có nhiều tiền nhưng mà đại. Không, có tiếng. Có tiếng hơn là có miếng. Như vậy là đủ rồi. Anh đẹp bên đại nhiều anh cháu. Dạ, nhưng mà đâu ai nhắc tới đâu, nhắc đến đại không à. Bây giờ không sao, cả cháu về cháu về cháu thích rồi. Vừa đó, lâu rồi lâu mình vui. Dạ. Lâu rồi đấy. Con chó nó ra đường, coi chừng nó đi nó sống. Khoái nó ra đó. Sống tình cảm như vậy là được nhá. Đúng, mình sống mình vui á. Vui vẻ nhá. Mát, come here. Mát. Nó đi ra hồi ra xe tông nó giờ. Sớm
kiến trúc mà. Anh cũng học kiến trúc ra trường đó, nhưng mà anh